Nguyễn Đan, nhân dịp tới Paris lần này, chúng tôi được dịp tiếp xúc với ca sĩ Nguyễn Đan, một ca sĩ rất quen thuộc của khán giả tại Paris cũng như ở Pháp và nhiều nước ở châu Âu. Ngày hôm nay, buổi nói chuyện của chúng tôi ngay tại một quán cà phê, quán ăn ở trên một con phố rất nổi tiếng của quận 13, quán Cây ớt. Xin chào Nguyễn Đan. Em xin chào anh. Hello. Nguyễn Đan có thể cho biết trước hết là cái con đường này ở trong quận 13 như thế nào và cũng như là cái quán mà chúng ta đang ngồi đây? Dạ thưa anh, ở đây hiện giờ là mình đang ở trên một cái con đường rất là nổi tiếng của quận 13 là Avenue de Free. Anh với em và bà xã đang ngồi trước một cái quán rất là nổi tiếng là quán Cây ớt. Là tất cả những anh chị em nghệ sĩ cũng thường tới đây khi đến Paris. Dạ. Dạ. Tức là quán này là cũng rất là quen thuộc với giới nghệ sĩ mỗi khi họ đi show qua đây. Dạ. Vì sao vậy? Vì có nhiều món rất là đặc biệt, rất là ngon mà có thể tại Paris, ở xứ lạ quê người mình tìm những món ăn Việt Nam. Bắt đầu xe lạnh của cuối mùa hè, bắt đầu bước vào mùa thu, không khí ở Paris rất là lãng mạn. Dạ. Có lẽ để chia tay thì xin mời Nguyễn Đan có một cái câu hát nào đó lãng mạn và Paris để chúng ta có thể chia tay ở đây. Yeah. Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại Paris em yêu ơi, anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi. Buổi chiều sông sen có gió lạnh về lạp đông, buổi chiều Paris cô đơn từng cơn giá rời, ngày rời Paris thao thức trăng trọc từng đêm, ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Dạ. Xin cảm ơn Nguyễn Đan rất nhiều. Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim. Phải ngồi ngay tại Paris, nhìn dòng sông Seine mới có thể nghe được, mới thấm được những lời ca vừa rồi của Nguyễn Đan. Một lần nữa, cảm ơn Nguyễn Đan rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nhiều trong tương lai. Dạ, hy vọng anh. Cảm ơn, bye bye.